Vào mùa lạnh, các bé thường hay bị các bệnh liên quan đến đường hô hấp với các triệu chứng như sổ mũi, ho, đờm. Vậy làm thế nào để tống được đờm ra ngoài cho con nhanh khỏi bệnh hơn? Mình là Hồng Bé, chia sẻ kinh nghiệm chăm con khỏe mạnh. Viêm nhiễm đường hô hấp là bệnh thường gặp ở trẻ, khiến mũi, hầu, họng của trẻ sẽ phù nề và xuất hiện đờm nhớt. Nếu không được hỗ trợ để loại bỏ xuất ra, đờm nhớt sẽ ứ đọng gây nhiễm khuẩn, khiến trẻ bỏ ăn, nôn ói, khó thở, thở khò khè và kèm triệu chứng ho và sốt. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ về cách tống đờm cho bé theo hướng dẫn của bác sĩ Đoàn Thị Mai. Đầu tiên, các mẹ cần phải hiểu là đờm sinh ra không thể tự tiêu đi được mà nó sẽ được đào thải qua 3 đường. Thứ nhất là đường mũi thông qua việc các mẹ hút rửa mũi cho con. Thứ hai là bé ho và ói đờm ra ngoài. Thứ ba là bé ho ra cổ họng rồi nuốt xuống bụng và thải qua đường tiêu hóa. Vì vậy mà các bé ho đờm lâu sẽ có cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, bé đi ngoài kèm chất nhầy. Có 5 biện pháp để giúp con lòng đờm nhanh. Một là không cho con uống thuốc giảm ho, vì con phải có phản ứng ho thì mới tống được đờm ra ngoài. Khi tống được ra ngoài khỏi đường hô hấp thì con sẽ tự khỏi ho. Nếu uống các loại thuốc giảm ho sẽ gây ứ đờm ở đường hô hấp làm bệnh lâu khỏi hơn. Các mẹ nên nhớ ho không phải bệnh mà ho là một phản xạ để đẩy đờm. Thứ hai là nên sử dụng siro ho thảo dược. Thứ ba là sử dụng biện pháp cơ học, đó là hút rửa mũi cho con sẽ lấy được một phần dịch đờm ở mũi khi con có đờm đặc. Vỗ dung long đờm cho con. Nếu các bạn không dám vỗ thì có thể massage vùng lưng cho con thì cũng giúp con long đờm. Massage lòng bàn chân cho con kết hợp với xoa dầu. Thứ tư là có thể dùng các biện pháp dân gian như là hấp lá húng chanh với đường phèn và lá hẹ với bé dưới 1 tuổi. Trên 1 tuổi thì có thể sử dụng mật ong thay đường phèn. Thứ năm là uống nhiều nước để làm loãng đờm. Với 5 biện pháp trên, mình tin là các bạn sẽ có thể giúp con long đờm để nhanh khỏi bệnh hơn. Nếu các bạn có thắc mắc gì, hãy để lại ở phần bình luận, chúng ta cùng nhau thảo luận nhé.